Quên các bạn ơi, mình còn một cái nhánh nữa đó là tê mê ngủ. Chúng ta sẽ tìm hiểu nhanh qua cái phần này luôn rồi chúng ta giải lao xong rồi chúng ta học phần em xét nhé. Bây giờ thứ tác động trên cái hệ thần kinh trung ương gồm có ba cái nhánh tê mê ngủ chống động kinh. Về mặt cơ chế thì thật ra là nó xét về tổng thể nó cũng không có khác biệt nhiều. Trước mắt là các bạn sẽ tìm hiểu về cái chung của nó trước, rồi thì sau đó chúng ta mới tìm hiểu về từng cái nhóm thành phần. Đối với cái nhóm này, về mặt đại cương các bạn thấy là những chất dẫn truyền thần kinh mà hồi nãy giờ chúng ta học đó, nó sẽ chia ra thành hai cái nhóm nha, là nhóm có phân tử nhỏ và nhóm có phân tử lớn. Các cái chất phân tử nhỏ như là các chất dẫn truyền của hệ giao cảm và đối giao cảm, ví dụ như là acetylcholine hay là noradrenaline hay là dopamine nè, thì những chất này nó sẽ cho tác động rất là nhanh và hầu hết là nó sẽ tác động tới cái kênh là chính. Còn những chất có cái phân tử lớn như là endorphin hay là ecitalin trong cái vấn đề giảm đau đó thì nó sẽ cho cái tác động là chậm và kéo dài. Như vậy là trên cái dẫn truyền của thần kinh trung ương thì hầu như là những cái hiệu ứng của nó rất là nhanh, cho nên là mình mới thấy là acetylcholine hay là noradrenaline đó, khi mà nó được tiết ra thì các cái đáp ứng của chúng ta lúc nào cũng rất là nhanh ha. Ở đây các bạn lưu ý dùng cô cái amin ức chế là GABA, tức là bản thân của cái GABA này nó là mang cái tính ức chế nha, cho nên nếu sau này các bạn học những cái thuốc mà nó ghi là kích thích GABA, tức là nó làm gì, nó cường đại cái khả năng ức chế của GABA lên, được chưa? Đây là chất dẫn truyền bản thân nó mang tính ức chế nha các bạn, để mà những cái nhóm thuốc sau chúng ta đổi giọng cộng, chỗ này cô nhấn mạnh cho các bạn. Rồi về mặt kênh ion thì chúng ta cũng sẽ chia ra là kênh cộng hóa và kênh tổng điện. Những cái kênh cổng điện nó sẽ hoạt động theo điện thế màng, được chưa? Ví dụ như là ở cơ tim đó. Rồi kênh cộng hóa thì nó sẽ hoạt động theo kiểu là gắn kết của các cái chất dẫn truyền lên receptor, và hầu như là có sự kết hợp giữa kênh cộng hóa và cái kênh cổng điện. Đây là hình ảnh ví dụ về cái kênh cổng điện ha, là nó sẽ hoạt động dựa theo điện thế màng. Ví dụ như là hoạt động co bóp cơ tim đó là nó hoạt động theo điện thế màng nha. Còn kênh cộng hóa là khi nó gắn được lên cái receptor ở cơ quan đít mật thì mình sẽ gọi nó là cộng hóa. Và về mặt phân loại, mình sẽ chia ra những thuốc tác động lên thần kinh trung ương thành thuốc ức chế thần kinh trung ương, rồi thuốc kích thích thần kinh trung ương và thuốc trị rối loạn tâm thần. Ở thuốc ức chế thần kinh trung ương ngày hôm nay chúng ta sẽ học các cái dòng thuốc màu đỏ bên đây nè, như là thuốc gây mê, thuốc tê, an thần gây ngủ. Giảm đau trung ương thì có giáo viên khác dạy cho chúng ta ha. Còn thuốc kích thích thần kinh hay là loạn thần đó thì chỉ với loạn tâm thần thì chúng ta sẽ coi thêm nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái nhóm đầu tiên là thuốc mê. Vậy thì mục tiêu các bạn sẽ nắm về đặc điểm tiêu chuẩn cũng như là các cái tác dụng phụ khi sử dụng thuốc mê. Cuối cùng là chúng ta sẽ đi sơ lược qua những cái thuốc mê thông dụng. Và thế nào thì gọi là thuốc mê đây? Thuốc mê là những thuốc có khả năng ức chế có hồi phục thần kinh trung ương. Và khi ức chế như vậy đó, chúng ta rơi vào giai đoạn ức chế thì các bạn sẽ thấy là mình bị mất đi ý thức hay là mất dần cảm giác hoặc là mất dần cái phản xạ. Một số thuốc mê sẽ có cái khả năng giãn cơ và có ích cho cái cuộc phẫu thuật. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ thấy là thuốc mê mặc dù nó ức chế cái hô hấp cũng như là tuần hoàn nhưng mà nó vẫn sẽ duy trì, nó sẽ giúp duy trì ở một cái mức độ nào đó để mà khi hồi phục lại thì chúng ta vẫn sẽ có được những cái hoạt động giống như là người bình thường. Còn nếu như chúng ta sử dụng những cái liều mà nó quá cao và nó gây ức chế mạnh cái hô hấp và tuần hoàn thì có khi là bệnh nhân sẽ rơi vào suy hô hấp và có thể tử vong nha. Như vậy đâu sẽ là tiêu chuẩn của một cái thuốc gây mê tốt đây? Nó sẽ cần phải thỏa mãn 5 cái tiêu chuẩn như là ở trên slide nè.
tức là khởi phát nhanh và nó phục hồi nhanh, cũng như là cái khoảng an toàn của nó rộng. Giãn cơ cũng sẽ là một cái tiêu chuẩn mà chúng ta đánh giá, đồng thời là liều sử dụng nó sẽ không có gây độc cho người dùng. Và đương nhiên là không có cái thuốc nào đầy đủ các cái tiêu chuẩn trên hết đâu, cho nên khi sử dụng thuốc mê, các bác sĩ chuyên về cái mê có khi họ sẽ tính toán liều, có khi là họ sẽ phối hợp thêm với cái thuốc tiền mê đó các bạn, để nó gia tăng hiệu lực của cái thuốc gây mê lên. Cho nên là bây giờ mình đi sang cái phần thứ tự tác động trên thần kinh trung ương của thuốc mê. Nó sẽ ảnh hưởng tới vỏ não, rồi dẫn truyền đến dưới vỏ não tủy sống, rồi khi ức chế tủy sống sẽ gây mất đi ý thức và ức chế cái thần kinh vận động. Ở đây các bạn lưu ý giùm con là vỏ não bình thường nó sẽ đóng cái vai trò là ức chế, được chưa? Vỏ não bình thường là đóng vai trò ức chế. Như vậy khi ức chế vỏ não thì bệnh nhân sẽ có cái trạng thái là kích thích ha. Cái trạng thái kích thích này ngắn, ví dụ như là người ta rơi vào cái trạng thái là hung hăng dãy dụa, nhưng mà nó chỉ tầm là vài phút đầu thôi các bạn. Rồi sau đó bệnh nhân họ sẽ mất đi ý thức, tức là rơi vào cái dạng là ức chế tự sống rồi đó, thì họ mất ý thức, mất phản xạ. Và đây chính là cái giai đoạn phẫu thuật nè. Và nhiệm vụ của các bác sĩ gây mê, chúng ta sẽ tính toán liều sao cho là nó rơi vào cái khoảng này thôi, rồi sau đó bệnh nhân sẽ phục hồi, tránh cái trường hợp là cái liều cao hơn có thể gây ức chế hành tủy, tức là ức chế cái phần trung tâm hô hấp và trung tâm vận mạch, làm cho bệnh nhân bị ngừng tim hay là bị suy hô hấp và có thể dẫn tới tử vong nha. Bề mặt cơ chế các thuốc gây mê nó sẽ có hai cơ chế nha. Cơ chế đầu tiên là nó sẽ cản trở trao đổi ion natri qua màng tế bào và ức chế dẫn truyền thần kinh trung ương. Các bạn nhìn vào cái hình này giùm cô, ở đây là một cái nơm vân thần kinh, trên đây là có các cái bó đó, các cái bó dẫn truyền, thì những cái thông tin từ bó này sang cái bó kia thì nó sẽ có cái khoảng dẫn truyền thông qua cái việc là khử cực màng tế bào chịu tác động bởi ion natri. Nhờ ion natri khử cực màng tế bào mà thông tin được chuyển từ cái bó đầu tiên sang bó thứ hai. Như vậy khi chúng ta ngăn chặn không cho cái quá trình khử cực, ngăn không cho natri qua lại màng tế bào, thì cái quá trình truyền tín hiệu từ bó thứ nhất sang bó thứ hai nó sẽ bị ngăn chặn, hay chúng ta nói là ức chế dẫn truyền thần kinh trung ương, được chưa? Như vậy về mặt cơ chế thì đầu tiên, cơ chế thứ nhất chúng ta có thể nói đó là thuốc nó sẽ gây cản trở trao đổi ion natri qua màng và gây ức chế dẫn truyền. Và khi dẫn truyền bị ức chế, tức là chúng ta sẽ thấy là ý thức chúng ta không có, hoặc là những cái phản xạ chúng ta cũng sẽ không có theo. Rồi cơ chế thứ hai của thuốc gây mê là nó sẽ kích thích trực tiếp receptor GABA, kích thích GABA. Hồi nãy chúng ta có nói đó, GABA đây là một acid amin ức chế. Như vậy khi chúng ta kích thích GABA thì nó sẽ làm cường đại cái sự ức chế lên, tức là nó sẽ ức chế dẫn truyền thần kinh trung ương. Kịp chưa? Ở đây là cái hình này nè. Khi có GABA thì nó sẽ cường đại cái tính chất ức chế lên hơn nha các bạn. Có cái chỗ cái phần này nó hơi lộn xộn, có bạn nào chúng ta không hiểu chút nữa chúng ta hỏi lại nha. Về mặt đặc điểm của cái thuốc gây mê thì nó sẽ được chia ra thành hai cái dòng nha, là gây mê hô hấp và gây mê của đường tĩnh mạch. Gây mê dù là hô hấp hay là tĩnh mạch thì thật ra là nó sẽ đều tác động đến những cái đến các cái thành phần, như là nó đều gây ức chế thần kinh, có thể có cái tác động an thần, rồi nó cũng có ức chế tuần hoàn và hô hấp, rồi một số nó sẽ gây giãn cơ hay là mất dần phản xạ. Và những cái tác động này nó sẽ tùy thuộc vào liều lượng mà chúng ta tính toán đưa vào cơ thể của bệnh nhân. Và khi sử dụng các thuốc mê, nó sẽ có các cái tác dụng phụ trên đường hô hấp là nó sẽ gây co thắt, đúng không? Nó gây co thắt đường dẫn khí, rồi
Trên tim mạch thì nó cũng gây ức chế cái trung tâm vận mạch. Bên cạnh đó nó sẽ tùy theo các cái thuốc, ví dụ như là cái halothan là thuốc gây mê của đường hô hấp thì nó sẽ gây độc cho gan, hoặc là thuốc gây mê mà độc cho thận là cái methoxyurea thì nó sẽ độc cho thận. Bây giờ chúng ta sẽ khắc phục hay là chúng ta nâng cao cái hiệu lực của thuốc mê bằng cách là các bạn sẽ phối hợp với các cái thuốc tiền mê, được chưa? Và thuốc tiền mê này sẽ nhằm mục đích là nó làm dịu cái giai đoạn kích thích. Hồi nãy chúng ta có nói tới cái giai đoạn kích thích khi sử dụng thuốc mê đó, thì thuốc tiền mê nó sẽ giúp làm dịu sự lo lắng của bạn nhau, giúp chúng ta giảm liều của thuốc mê xuống, và khi giảm liều thuốc mê thì sẽ phòng ngừa được các cái tai biến của thuốc mê, được chưa? Giảm đi các cái tác dụng phụ. Và những cái thuốc tiền mê thường dùng thì nếu mà nhìn kỹ thì thật ra nó là các cái chủ yếu là những cái thuốc mà gây ức chế thần kinh trung ương nhẹ như là thuốc ngủ chẳng hạn. Rồi, về mặt phân loại thuốc mê mình sẽ chia là thuốc mê đường hô hấp và thuốc mê đường tĩnh mạch. Đối với thuốc mê đường hô hấp thì đặc điểm chủ yếu của nó là ở cái dạng là dễ bay hơi và cho cái khả năng hấp thu rất là nhanh, đào thải qua phổi. Và đối với dùng thuốc mê đường hô hấp thì các cái phản ứng nó sẽ xảy ra theo cái thứ tự là từ cái giai đoạn giảm đau đến giai đoạn kích thích, rồi tới giai đoạn ức chế hành tủy, xin lỗi, tới cái giai đoạn ức chế phản xạ. Nó sẽ theo thứ tự mà chúng ta có thể quan sát được. Còn thuốc mê dùng đường tiêm chích thì mình thấy hầu hết nó là cái dạng tan trong nước và có thể đưa vào ở cái dạng đường tĩnh mạch, và tác động gây mê của nó rất là nhanh, tức là từ khi các bạn tiêm thuốc cho tới khi chúng ta mê đó, nó chỉ tốn tầm 1 2 phút thôi. Cho nên là cái giai đoạn kích thích đó, hầu như là chúng ta sẽ không nhìn thấy được, các bạn kịp chưa? Và thời gian gây mê của nó thì nó thời gian gây mê ngắn, nó thích hợp, cho nên là hầu như đa số là chúng ta cần phải phối hợp thêm với các cái thuốc tiền mê để mà nó giúp kéo dài cái thời gian gây mê sau phẫu thuật lên. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái thuốc cụ thể ha. Đối với thuốc mê đường hô hấp, giới thiệu với các bạn cái halothan. Halothan này trước đây chúng ta hay xài là nó sẽ mang cái khả năng gây mê mạnh, tuy nhiên là nó giảm đau kém, cho nên là khi dùng thì cần phải phối hợp thêm với cái thuốc giảm đau hoặc là với những cái thuốc tiền mê để giúp cho bệnh nhân đi vào cái trạng thái mê của nó êm dịu và nó tốt hơn, được chưa? Với những cái ưu điểm như là ở trên slide nè, tuy nhiên là mình lưu ý cái này nè, đó là halothan nó sẽ có cái tác dụng phụ đó là tạo thành cái chất chuyển hóa gây độc cho gan, tức là gây viêm gan hoại tử. Như vậy câu hỏi trắc nghiệm sẽ hỏi chúng ta là cái thuốc gây mê nào sau đây nó gây viêm gan hoại tử, thì các bạn hãy chọn cái đáp án là halothan nha các bạn. Rồi một vấn đề nữa, khi dùng halothan đó là chống chỉ định lặp lại halothan dưới 3 tháng. Phần này lưu ý đó là bởi vì sao đây? Cái halothan nó gây đáp ứng miễn dịch. Vậy nên là nếu chúng ta dùng gần quá đó thì nó sẽ không mang lại cái hiệu ứng, không mang lại cái hiệu lực. Như vậy các bạn sẽ đặt câu hỏi là lỡ như chúng ta muốn phẫu thuật nữa thì chúng ta không được xài halothan thì chúng ta xài cái gì? Các bạn có thể dùng thay thế bằng cái Enflugan, được chưa? Thì loại này gây mê mạnh mà nó còn giúp giãn cơ rất là tốt nữa, và chúng ta sẽ thấy là nó giúp thay thế cái halothan trong trường hợp là chúng ta không muốn lặp lại cái halothan trong 3 tháng, kịp chưa? Loại này thì nó gây giãn cơ tốt mà nó cũng gây các cái tác dụng phụ trên nhịp tim hơn là halothan, cho nên hầu hết các bạn sẽ thấy là nó mang cái chỉ định phẫu thuật vùng bụng. Tuy nhiên là mình phải phối hợp thêm với những cái thuốc cái thuốc khác như các bạn, đặc biệt là thuốc giãn cơ. Rồi tác dụng phụ thì nó sẽ mang tác dụng phụ chung của
Những cái nhóm thuốc gây mê tức là cũng có ức chế hô hấp và ức chế tuần hoàn, cái này không có gì đặc biệt, liền dùng các bạn coi thêm. Rồi một cái thuốc nữa là N2O hay mình còn gọi là nitrogen oxy, thì loại này gây mê yếu, không gây giãn cơ, nhưng nó sẽ có ưu điểm là nó khởi mê rất là nhanh và nó giảm đau rất là mạnh, cho nên là nó khá là thích hợp trong những cái cuộc phẫu thuật ngắn, hay là nhổ răng nữa, chúng ta xài nó cũng được. Rồi về mặt chỉ định thì có thể dùng một mình để giảm đau trong nhổ răng, bởi vì cái khả năng giảm đau của nó mạnh nha. Tác dụng phụ với liều dùng các bạn coi thêm. Rồi một cái dòng thuốc mà gây mê đường hô hấp chúng ta dùng trong nghiên cứu đó chính là etetomic. Thật ra các bạn học y thì hồi trước chúng ta có thí nghiệm về hóa đó. Thí nghiệm nào mà có xài ete là chúng ta cảm thấy khi thực hành xong chúng ta đi về chúng ta rất là buồn ngủ, bởi vì cái etetomic này nó sẽ là một cái thuốc gây mê đường hô hấp có cái hiệu lực mạnh. Tuy nhiên về mặt nhược điểm là nó dễ gây trái nổ, cho nên là thời điểm hiện tại chúng ta không không có thấy xài kịp chưa. Chủ yếu là nó sẽ có trong phòng thí nghiệm là chính. Rồi những cái tác dụng phụ cũng giống như là các thuốc khác thôi, nó cũng sẽ ức chế cái trung tâm hô hấp và trung tâm vận mạch. Đây là một cái bảng giúp các bạn so sánh những cái thuốc mê của đường hô hấp trên thần kinh về khả năng mà gây mất tri giác và giảm đau đó, thì mình thấy cái khả năng giảm đau của N2O nó trội hơn so với cái halothane như thế nào. Chúng ta coi thêm cái bảng này để chúng ta đánh giá. Rồi về tần số tim thì mặc dù là những cái thuốc gây mê của đường hô hấp nó gây ức chế tim, nhưng thì mình thấy là những cái dòng thuốc sau á, như là từ Enbrel cho tới Isoflurane hay là Desflurane, nó sẽ không có gây ức chế tim quá nhiều, cho nên là những bệnh nhân hiện nay cũng có thể an tâm chúng ta xài. Rồi các bạn sẽ dựa trên cái thông số này để chúng ta lựa chọn cái thuốc gây mê thích hợp cho bệnh nhân nha. Bây giờ sang cái thuốc mê dùng đường tiêm chích thì giới thiệu với các bạn cái Thiobentan. Thiobentan này nó sẽ có ở cái dạng bột pha tiêm nha, bởi vì bản thân của nó là kém bền. Mình thấy là cái Thiobentan này nó sẽ là thuốc mê đường tiêm chích có hiệu quả rất là nhanh, tác động trong vòng 1 phút, và bên cạnh đó nó sẽ làm giảm chuyển hóa và sử dụng oxygen ở não, cho nên ưu điểm của nó là nó không làm tăng áp lực áp suất ở nội sọ, và mình sẽ hay dùng cho các cái bệnh nhân bị phù não cần phải phẫu thuật, cần phải dùng thuốc mê được chưa, hay dùng cho các cái trường hợp phù não. Rồi thuốc của mình đó thì cái Thiobentan nó giảm đau với lại giãn cơ rất là kém, cho nên thường là chúng ta phải phối hợp thêm với những cái thuốc khác. Chứ còn nếu muốn dùng mình đó, thì chỉ trong phẫu thuật ngắn hạn thôi ha. Rồi về tác dụng phụ với chống chỉ định thì cái này nó giống như cái chung thôi, không có gì để nói, liều dùng các bạn coi thêm. Tiếp theo là cái phần gây mê đường tĩnh mạch, đặc biệt là cái ketamin nè. Cái ketamin này cho cái khả năng gây mê nó nhanh mạnh và giảm đau nó cũng mạnh luôn. Tuy nhiên là nhược điểm của nó là thời gian ngắn, vậy nên nó thích hợp với những cái cuộc phẫu thuật ngắn hay là phẫu thuật trong sản khoa, hoặc là với những bệnh nhân bị sốc, bởi vì cái ưu điểm của ketamin là nó sẽ không gây tụt huyết áp cho người bệnh, các bạn kịp chưa. Bên cạnh đó là cái ketamin này nó còn gây giãn khí phế quản nữa, vậy nên với các bệnh nhân phẫu thuật mà người ta bị hen đó, các bác sĩ chúng ta cũng khá là ưa thích chọn cái ketamin này. Rồi tác dụng phụ với chống chỉ định thì nó cũng giống như cái tác dụng phụ chung thôi, không có đi sau ha. Liều dùng chúng ta coi thêm. Rồi cuối cùng là cái Propofol nha.
Propofol thì bây giờ mình thấy nó cũng là một cái thuốc rất là quan trọng hiện nay, bởi vì nó ít gây độc không gan và thận hơn so với những cái thuốc khác, và nó mang lại cái cảm giác sau khi hồi tỉnh nó tốt hơn, so tức là bệnh nhân tỉnh táo hơn so với khi dùng những cái thuốc mê còn lại. Tuy nhiên nhược điểm là cái thời gian nó ngắn, cho nên nếu chúng ta muốn sử dụng trong những cái cuộc phẫu thuật kéo dài đó thì chúng ta cần phải phối hợp thêm. Rồi tóm lại là thuốc mê của đường tiêm chích mỗi một loại thì nó sẽ có cái ưu điểm khác nhau, và nó sẽ có ứng dụng khác nhau. Cái này tóm lại thôi, các bạn coi thêm cho chúng ta hiểu hơn về những cái thuốc này ha, và nhớ giùm cô là thuốc mê của mình không chỉ có loại tiêm chích không ha, mà nó còn có cái loại dùng qua đường hô hấp nữa.